Xuân Trường khiến thể công đức mạch thắng. Lương Xuân Trường kiếm về phạt đền giúp Hà Tĩnh hòa 1-1 ở vòng 23, để ngắt mạch thắng 4 trận của thể công tại V-League 2023-2024. Phút 81, từ quả đá phạt trực tiếp chết cánh trái cách khung thành 18m, Xuân Trường sút phạt trực tiếp chạm tay trái của Đinh Tuấn Tài trong vòng cấm. Tình huống khiến trọng tài Ngô Duy Lân phải trực tiếp xem lại video, rồi quyết định thổi phạt đền. Ông xác định tiền vệ thể công khép tay sát người nhưng khi bóng gần đến lại có động tác cố tình di chuyển cánh tay. Trên chấm 11m, tiền đạo vào sân thay người Abulao Diallo đánh lừa thủ môn khi sút vào góc thấp bên phải. Gỡ hòa. Xuân Trường gia nhập Hà Tĩnh từ câu lạc bộ Hải Phòng ở cuối lượt đi V-League 2023-2024. Anh được huấn luyện viên Nguyễn Thành Công sử dụng nhiều hơn và đã thi đấu 10 trận với 746 phút, trung bình 74,6 phút mỗi trận. Trước đó, cũng ở mùa này, anh chỉ được chơi 6 trận với 264 phút cho Hải Phòng, tức 44 phút mỗi trận. Tiền vệ sinh năm 1995 đã góp 2 kiến tạo giúp Hà Tĩnh thắng Bình Dương 2-0 ở vòng 14 và thắng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 2-1 ở vòng 19. Hà Tĩnh tiếp đón thể công lúc 18:00 phút hôm nay và bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, đội chơi ngang ngửa suốt hiệp 1, một phần do thể công cất các trụ cột trên ghế dự bị như Hoàng Đức, Đức Chiến, Phúc Văn Khang, Phan Tuấn Tài vừa cùng Việt Nam thi đấu vòng loại 2 World Cup 2026. Đến phút 43, bước ngoặt có lợi đến với Hà Tĩnh. Ở giữa sân, Đặng Văn Trâm soạt chạm bóng trước nhưng bị Yaha dẫm vào cổ chân phải. Sau gần 3 phút tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ thể công. Yaha trở thành cầu thủ thứ 2 tại V-League mùa này nhận 2 thẻ đỏ trực tiếp sau Lâm Anh Quang của Hà Tĩnh. Thẻ đỏ đầu tiên của tiền vệ người Uzbekistan ở trận hòa Bình Định 1-1 thuộc vòng 18 và bị cấm thi đấu 2 trận. Trước đó, anh cũng bị cấm thi đấu ở vòng 14 do nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, ở cả 3 trận Yaha vắng mặt, thể công lần lượt thắng Quảng Nam 3-2, Nam Định 2-1 và Khánh Hòa 1-0. Đá thiếu người, thể công bị Hà Tĩnh dùng ép và suýt thủng lưới đầu hiệp 2, sau đó đội khách lại có bàn mở tỷ số. Phút 67, Pedro Henrique rê bóng lừa qua Vũ Viết Triều bên cánh phải. Trong thế đối mặt thủ môn Thanh Tùng, tiền đạo Brazil sút vào góc gần ghi bàn. Thể công dồn về sân nhà bảo toàn tỷ số nhưng bất thành khi Đinh Tuấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 81 và hòa 1-1. Kết quả này khiến thể công bị ngắt mạch 4 chiến thắng, nhưng vẫn giữ thành tích bất bại 7 trận liên tiếp. Đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng có 34 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Nam Định xuống 9 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Ở cuộc đua trụ hạng, Hà Tĩnh đứng thứ 11 với 28 điểm, hơn Sông Lam Nghệ An, đội thua Thanh Hóa 0-1 và Hoàng Anh Gia Lai, đội thi đấu ngày mai, 2 điểm. Trong khi đó, Quảng Nam thắng đậm Khánh Hòa 5-0 để vươn lên thứ 10 với 29 điểm. Đội hình xuất phát: Hà Tĩnh, Thanh Tùng, Bruno Almeida, Vũ Viết Triều, Trần Đình Tiến, Trọng Hoàng, Đặng Văn Trâm, Trần Phi Sơn, Trần Văn Bửu, Lương Xuân Trường, Bùi Văn Đức, Vinny Ibarra. Thể công: Ngô Xuân Sơn, Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng, Xuân Kiên, Hồng Phúc, Trần Mạnh Cường, Đinh Tuấn Tài, Yaha, Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng, Pedro Henrique. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.